Đây em mới đầu là lắp yên này, lắp yên là có cái này là cái để chắn bụi và chắn nước này, thì lắp vào trước nhé. Đây. Đây, mình đưa cái yên nó vào như này. Đấy, xong bắt đầu thả cái cục này gọi là cục lở nhé. Cục lở đây, thả nó vào này. Đấy, ấn nó cùng xuống với cái yên này là nó sẽ xuống. Đấy, cái chiều cao của mình đến đâu thì mình phải có cữ tay nhé. Cữ tay này, ví dụ chiều cao nó là như này 20 phân chẳng hạn. Đây, thì mình giữ nguyên là 20 phân. Xong cứ thế là xoáy nó vừa phải nhé. Bởi vì cái này nó là ren nhôm nhé, không lên xoáy chặt. Đấy, như thế này là ok. Đấy, xoáy vừa phải đấy nhá, tuyệt đối là không được xoáy chặt như là gen sắt đâu. Cái này gen nhôm rất là mút nhá. Còn cái trường hợp thứ hai như này là cái cọc chiều cao như thế này đã là đủ rồi nhá. Đây, như thế này đã là đủ rồi nhá. Thì còn cái phần cao thấp của cái yên thì mình vặn đằng sau nó như này. Nếu mà mình cho yên bằng thì mình lấy cái này ra. Đây, lấy cái này ra này. Lấy con ốc đằng đuôi này ra nhá. Lấy độ khoảng mấy vòng này. Đấy, lấy mấy vòng ra. Xong mình lấy tay nhá. Ở đây nó không có lục thì mình lấy tay này. Mình lấy tay mình vặn cái con ốc này vặn vào nhá. Con vào thì cái yên bắt buộc là nó sẽ phải chúc xuống. Đây, mình vặn cái con ốc ở trên đỉnh này này. Đây, vặn nó vào nhá, lấy tay vặn nó vào. Đấy, vặn nó độ khoảng 2 vòng là cái độ chúc của nó là đã tương đối rồi. Đấy, còn yên cao là nó là như vậy nhá. Còn nếu mà người nào tay ngắn thì là đánh tụt yên về đằng trước hoặc tụt yên về đằng sau. Đây như thế này. Đây là tụt về đằng sau là người nào dành cho người tay dài. Còn người nào tay ngắn ấn hẳn lên đằng trên. Còn thường thường lắp của hãng là nó bắt buộc là nó phải nằm ở giữa. Đây ở giữa cái ốc này. Đấy, tụt lên này, tụt xuống này. Đấy, tay ngắn tay dài là nó chỉnh được cái này. Đấy, như thế đã là xong.